Thanh Hoàng kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức truyền thông của chúng tôi ngày hôm nay. Em mới kính chúc quý vị bình khỏe, bình an và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn thân mến, lấp biển phân lô bán nền vùng đệm Vịnh Hạ Long, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đang cố ý làm liều. Theo Thái Hạo, ở những ồn ào về việc lấp biển ở tỉnh Quảng Ninh những ngày vừa qua cần phải được minh định cho rõ ràng và tránh những mắng mỏ sai lệch hoặc là ấm ở bao che, cách nào, kiểu nào cũng không tốt. Trước hết thì cần phải thừa nhận nơi bị lấp không nằm hẳn trong vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên của thế giới và thậm chí thì được công nhận cấp bằng những hai lần. Và cũng cần phải nói thêm rằng thứ danh hiệu cho UNESCO cấp này thì cũng không đến mức hãnh diện lắm đâu. Nó ban phát tràn lan và dĩ nhiên thì phải nộp tiền kẹp vào trong hồ sơ cũng như Đại học Đông Đô bán bằng lấy tiền vậy liên hợp quốc xôi thịt còn chả ăn ai huống hồ gì đám trực thuộc như là unesco hay là uh, who ủy ban nhân quyền họp sai tiền đóng góp là chính chứ đâu có làm gì được nên cơm cháo gì di sản hay không là do mình chứ chẳng phụ thuộc vào unesco unesco gì cả và sản là tài vật và vật chất là tinh thần và di là truyền lại để lại tức là di sản là thứ do ông cha tiên nhân để lại cho con cháu Vịnh Hạ Long cũng như cả cõi đất Việt Nam quằn quại đau thương hình chữ S là di sản truyền đời và ai cũng có trách nhiệm phải gìn giữ và bảo vệ nghiêm cấm việc dâng hiến cho ngoại bang bán cắt bỏ tàn phá vua Lê Thánh Tông thế kỷ thứ 15 dạy rằng một thước núi một tấc sông của nước ta lẽ nào tự tiện bỏ đi được. Vịnh Hạ Long là thứ di sản đặc biệt do thiên nhiên ban tặng cho đất nước Việt Nam và nó chỉ có ở tỉnh Quảng Ninh. Nhưng bất cứ người Việt Nam từ ông to bà lớn trong triều đình trung ương tới đứa dân thường đều có trách nhiệm gìn giữ và bảo vệ chúng. Không phải chỉ Hạ Long, cả Bái Tử Long và Vịnh Cát Bà đều cần phải được đối xử như thế bởi đều là di sản cần được bảo vệ một cách nghiêm ngặt. Vậy nên, rất lạ là sự xâm phạm vào di sản diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật kéo dài từ năm này qua năm khác nhưng trung ương không biết và quan chức sở tại không biết và hệ thống chính trị con ruồi khó bay lọt cũng không biết. Nói trắng ra là biết tuốt nhưng cứ để thế xem sao, mắt của trung ương của chính quyền tỉnh nào có mù nó chỉ bị bịt bởi thứ gì đó mà thôi. Chính quyền toàn tỉnh Quảng Ninh và Bộ Văn hóa đang vòng vo diễn giải vùng biển bị xâm phạm không phải là vịnh Hạ Long, không phải là di sản thiên nhiên thế giới và điều đó đúng với thực tế lúc này. Ý của chính quyền là do nó không phải như thế nên sự xâm phạm phá hoại làm cho nham nhở cũng không nghiêm trọng lắm, có thể du di được và áp dụng kiểu phạt cho tồn tại như nhiều nơi và nhiều vụ việc đã từng xảy ra. Nhưng cũng chính nhà cầm quyền đã công nhận chỗ bị xâm hại là vùng đệm, khu vực 2 của Vịnh Hà Long là vùng trảo, bảo vệ di sản thiên nhiên của thế giới. Đã là vùng bảo vệ thì cần được bảo vệ, nhưng phớt lờ tất, cứ xâm hại, miễn là có tiền. Lỗi đầu phải của đứa săn lấp, đứa đổ đất, đứa đổ đá lấp vịnh, nếu có, nó sẽ là lỗi liên quan đến tiền, mà của chính đám đã duyệt cấp phép cho nó và nhắm mắt làm ngơ cho nó. Có tiền mua tiền cũng được, uống hồ gì mua vịnh và mua di sản quan chức. Và cứ ngó những vụ như là Việt Á chuyến bay giải cứu AIC thì sẽ rõ. Nếu không thể mua bằng tiền thì có thể mua bằng rất là nhiều tiền. Dù vùng bảo vệ 1 hay là bảo vệ 2 thì cũng phải bảo vệ nghiêm ngặt đúng như là khái niệm tên gọi bảo vệ theo quy định của chính phủ. Vịnh Hạ Long là vùng cốt lõi, bảo vệ một, còn những chỗ bên ngoài nhất là khu vực tiếp giáp gọi là vùng đệm bảo vệ hai, chỗ biển đảo Lô Nhô thuộc phường Quang Hanh, thành phố Cầm Phả bị đổ đất đá làm cho nham nhở biến dạng chính là vùng bảo vệ hai. Muốn thay đổi nó phải có ý kiến từ chính phủ và được duyệt từ cấp trung ương chứ chính quyền tỉnh Quảng Ninh không có quyền và nếu như đám Quảng Ninh tự ý cho phép là xé rào, làm bậy cần phải bị xử lý một cách nghiêm khắc và thậm chí bị khởi tố và bị truy tố. thì bị lôi ra trước công luận lại còn đòi sửa luật, sửa nghị định của chính phủ để cho cái sai đó được tồn tại một cách bất hợp pháp. Nếu như trung ương cho phép chỉ đào bật đèn xanh đồng ý vụ này thì trung ương cũng có tội, còn khởi tố hay không thì còn tùy vào cái lò của ông Nguyễn Phúc trọng nóng hay lạnh. Di sản đặc biệt biển đảo quê hương, khu vực di tích danh thắng quốc gia mà từ trên xuống dưới coi như là cái vũng châu đầm, chỗ con rồng lộn chứ hạ long hạ liếc gì và đừng có cãi. Nó phá sờ sờ ra đó hơn cả năm rồi chứ đâu phải dấm rúi trong ngày một ngày hai ở trong bóng tối đâu. Phạt chỉ có 125 triệu đồng có khác chi gãi ngứa như một con thú đang hung dữ và đang say ăn đất khác chi bật đèn xanh mở đường cho nó rằng chúng mày cứ làm đi, không sao đâu. Khi nào chính phủ ra nghị quyết điều chỉnh nói thẳng là thu hẹp lại vùng đệm của di sản và được quốc hội thông qua thì việc phá hoại làm tổn thương di sản mới không bị trừng trị. Cứ kiểu tiền trảm hậu tấu hoặc là trả thêm tấu thế này chả mấy lúc mà Vịnh Hà Long sẽ co lại như là một miếng da lừa thành cái ao làng và mỗi khi mà họ mà lấn một tí rồi mấy thứ bằng cấp do UNESCO bán cho sẽ thành một đồng giấy lộn. Tôi bảo thật, di sản chẳng mấy chốc mà tan hoang. Ai cố cãi thì hãy coi lại mấy cái ảnh chụp ở khu 10B, quang hành, cẩm phả, giữa biển trời bao la đẹp như là gấm hoa thế, tự dưng quay lên thành dãy nhà, nghễu nghẹn như là chọc vào mắt thì nó còn ra thể thống gì. Vụ phá này Đừng lo nó phá môi trường bởi bây giờ với khoa học và công nghệ hiện đại thì người ta có thể có rất nhiều cách vừa tồn tại vừa bảo vệ được môi trường mà nghiêm trọng nhất và khốn kiếp nhất là phá cảnh quan đang được cả nước giữ gìn, tự hào và bảo vệ. Sứ ta có hơn 3.200 km bờ biển, chưa kể phần bao quanh các hòn đảo và việc mở rộng lãnh thổ về phía biển theo tác động tự nhiên đã diễn ra từ bao đời do trời chứ không phải là do người và những vùng cửa sông dễ thấy nhất phù sa từ thượng nguồn đã tạo ra biết bao nhiêu là vùng đất mới ở ven biển nhớ hồi học phổ thông có câu thơ quần quần ngang trời một dòng sông đỏ phù sa phù sa ôi sức sống mênh mông lâu quá của ai quên mất rồi hình như là của thái giang làng tôi ở huyện kiến thụy đất hải tần phòng thủ gọi tắt là Hải Phòng, theo đường chim bay cách biển chưa tới chục km. Hồi con bé, thập niên 50-60 của thế kỷ trước, tôi thường lần mò tới chỗ người nhớn đào giếng, trong đó có giếng nhà tôi đào năm 1965, thấy cứ sâu khoảng 6-7 mét, móc lên, tinh những vỏ sò vỏ hến. thấy tôi bảo, xa xưa chỗ quê mình là biển, và sách giáo khoa cũng dạy vậy. bu tôi kể, hồi năm 1955, đất phòng quê tôi bị trận bão biển lớn và sóng thần ập vào đất liền và mấy cây số vỡ đê nước ngập tới gần cầu rào và kể lại rằng biết rằng đất đã mở ra phía biển nhiều lắm nói đâu xa chỗ cống dọc đầm vươn nổi danh vụ cưỡng chế tháng 2 năm 2012 ở tiền lãng hải phòng hơn 2 phần 3 thế kỷ trước chỉ là biển chứ đâu phải đất đai để mà gây bao nhiêu hệ lụy phẫn nộ đau buồn. Năm 1969, bọn học trò lớp 8 chúng tôi kéo nhau từ Kiến Thụy qua xã Vinh Quang, quê Vươn để mà giúp dân gặt cói, đồng cói bát ngát khi ấy bây giờ là chỗ trung tâm xã. Nghe kể bộ phim Người về đồng cói khá nổi tiếng, có cô Thanh Loan xinh đẹp đóng cũng trên thực địa của xã này không chỉ ông trời lấn biển mở đất mà chính người cũng liên tục ăn biển. Cách này cũng chưa xa thì gần nửa thế kỷ chứ bao nhiêu. Những năm 80 của thế kỷ trước thì người ta ít quan tâm đến đất ven biển. Từ bóng Cái, Quảng Ninh lần theo bờ biển qua Hải Phòng, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa vào tận Vĩnh Linh, rồi sau năm 1975 kéo ra tới tận mũi Cà Mau rạch giá, đất ven biển rất là hoang sơ và chả mấy ai để ý không bị những khu du lịch, resort, khách sạn chia năm xẻ bảy và xâm chiếm như ngày hôm nay. Ông bạn tôi bảo đến ngay cả Hoàng Sa, Trường Sa còn không được vào bản đồ Vào sách giáo khoa thì mấy vùng rừng ngập mặn, nước lợ cửa sông, bãi bồi ai mà thèm để ý. Nhắc vậy để thấy rằng con cháu rất có lỗi với tiền nhân tổ tiên, những người đã khai sơn phá thạch và lấn biển mở mang và bảo vệ bờ cõi như cụ Nguyễn Công Chứ chẳng hạn. Năm 1974, đám sinh viên chúng tôi đi thực tế ở Thái Bình, tôi và Nguyễn Ngọc Xuân, người Ninh Bình, cán bộ đi học được phó về tiền hải huyện biển, ngụ ngay ở xã Đông Minh, sát biển. Hơn tháng trời, hai anh em lặn lội khắp vùng và cả ruộng lúa lẫn đồng cõi, tối về ở nhà ông cụ tại đã 90 tuổi da đỏ đắn tiếng oang oang nhà ven đê trông ngay ra ngoài biển và hầu như là xã nào cũng có đền thờ cụ thượng chứ danh điền sứ Nguyễn Công Chứ vị thanh hoàng của mọi làng và người đứng đầu cuộc khẩn hoang lấn biển mở mang đất đai ruộng đồng ở xứ tiền hải này và cứ gặp đền thờ cụ thượng là anh Xuân lại khấn phái thành kính lắm anh kể không chỉ tiền hải Thái bình mà ngay cả kim sơn ninh bình quê của anh đội ơn cụ lắm lắm về cái công khai phá giờ ngồi nhớ lại lần mẩn nghĩ chỉ có một mình cụ nguyễn công chứ làm việc hiệu quả bằng cả cái bộ tài nguyên và môi trường thời nay chả biết có phải nhờ thành kính với cụ thượng hay là không mà anh xuân sưu tầm được rất là nhiều thơ dân gian riêng cụ tại đã góp cho khoảng một phần ba về làm cái khóa luận khát đầy đặn và nộp cho thầy Chu Xuân Diên. Từ khi ra trường chia tay nhau cho tới giờ thì cả đám không đứa nào bắt liên lạc được với cán bộ đi học Nguyễn Ngọc Xuân, người Ninh Bình nữa. Ai biết tung tích cụ Xuân học khoa văn tổng hợp khóa 17 xin chị dùm đa tạ. Lấn biển mở mang đất nước, làm lợi cho dân, tạo thêm di sản nhưng cụ thượng chứ gây dựng thì ai dám ý kiến ý cò lại có người đem vụ quang hanh hôm nay so sánh với cuộc khai phá đảo Tuần Châu của đại gia Đào Hồng Tuyển hoặc là nước UAE bên Trung Đông xây hẳn thành phố hoành tráng giữa biển, ngầm ý người ta cũng đổ đất lấn biển đó, sao không nói đi đành rằng vụ khai phá đảo Tuần Châu cũng chưa hẳn đúng với luật di sản và cả việc lấp biển làm đường lối ra ngoài đảo. Nhưng thời ấy, ý thức về di sản thiên nhiên bảo vệ di sản đâu có sâu đậm như ngày nay và tôi đồ rằng vào thời điểm hiện nay thì nếu như Tuần Châu vẫn còn hoang sơ cũng như là Hạ Long, Bái Tử Long thôi và sẽ không có chuyện đô thị hóa Tuần Châu trong mắt ai bằng xi măng bê tông làm vĩnh viễn mất đi vẻ đẹp thiên nhiên vô cùng quý giá mà ông trời đã ban tặng cho con người. Trong cuộc sống xô bồ, kim tiền, dục vọng, ăn chơi, nhảy nhót, lấn át tất cả thì người ta chưa thấy tiếc cái đã mất đâu. Cả nước này 63 tỉnh thành giả dụ như mỗi tỉnh đều có một thứ di sản đặc biệt như Vịnh Hà Long, Vịnh Bái Tử Long thì thiên hạ sẽ kệ mặc đám Quảng Ninh và Trung ương muốn làm gì thì làm, có nung vôi, hòn gà, hòn vịt, bịt thang, đầu gỗ, san phẳng bái tử long để mà phân lô bán nền cũng kệ. Khổ nỗi, nó độc nhất vô nhị và chẳng riêng gì ở Việt Nam mà là cả thế giới. Cần nói thêm rằng, Vịnh Hạ Long vùng lõi di sản rất là đẹp, hữu tình, hiếm có, nhưng bái tử long vùng đệm, vùng bảo vệ hai cũng chả kém cạnh. 1910 và chẳng qua là nó hơi xa tỉnh lỵ nên bị thờ ơ mà thôi. Không hiểu sao nhà chức trách lại chỉ làm hồ sơ di sản cho Hạ Long mà lệnh nhạt với bái tử Long mà cả cái khu vực biển đảo nhấp nhô thiên hình vạn trạng chỗ 10B Quang Hanh cầm phả đang bị xâm chiếm một cách trắng trợn cũng bị buông lỏng vậy. Nhẽ ra thì tất cả phải được coi là di sản lõi vùng bảo vệ nhất và đứa nào phạm vào chặt tay xây vài dãy nhà ở đó cùng lắm thì chỉ lợi cho đám xôi thịt kim tiền ăn sổi ở thì chứ cảnh quan quý giá thì vĩnh viễn mất có tội với con cháu mai sau nhà nước chưa coi hoặc không coi toàn bộ khu vực danh lam thắng cảnh này là di sản cần được bảo vệ thì không có nghĩa đó cũng là quan điểm của dân làm ngơ cho vụ căng hanh hoặc là tìm cách che đẩy cho nó, chính quyền sẽ tự vẽ nên bộ mặt thật của mình. Xin thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh và đừng quên bấm vào hình cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất và không bỏ lỡ bất cứ một chương trình nào mà chúng tôi sắp phát hành. Xin thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.